Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, một đăng ký kênh những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Ria Network các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi sẽ tắt chatbot này. Rồi. Chú heo vi sao nó chú hình năm. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt cấp trang các bạn. Các bạn lướt cấp trang gõ từ giống từ này nữa các bạn. Cấp trang này cũng mới. CEO bị kép. Con bò sữa. Nhưng đầu tiên bạn cho nó gấp nè. Rồi bạn bắt đập nữa. Chuyển tiếp kênh seller nữa. Bắt đập nữa nè. Follow tờ Twitter nè. Giờ tờ Twit nè. Trên tờ Twitter các bạn like theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tờ Twit để dưới game nè. Dự án của bò sữa. Tiếp tục follow minimum hy vọng được các bạn. Được rồi. Rồi. Rồi trên minimum thì các bạn phát ID nha các bạn. Phát ID sang minimum các bạn follow rồi mà. Rồi tiếp kênh seller network nè. Bắt đập đây nè. Follow Twitter và Twitter nè. Dự án này khá là ngon đó. Bắt like và Twitter lên nè. Rồi các bạn bắt đập đây nè. Các bạn cũng submit đi tên. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán. Tiếp tục nó có follow media bấm không các bạn bấm. Nếu bạn không follow thì bấm set. Còn không thì bấm skip qua các bạn bấm skip đi. Rồi, nó có chọn không, có bấm Z. Nó có chọn không? Follow Twitter không? Rồi bấm Z nha bạn. Rồi, tiếp tục gọi địa chỉ dưới bình bì sở mát trên bếp 20 trên dưới chocolate của mình nha bạn. Sao chép địa chỉ dưới chocolate. Mình làm biến phát cái bì follow Twitter của các bạn. Rồi, bấm bấm là sẽ chết số cả kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 70.000 nè. Đáng ra là 90.000 nhưng mà thật ra nó có follow mình. Minimum mình nhận được 70.000 tôi cần nè. Có cái hiệu lực Dream. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Thì mình sẽ biết các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.